Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình đến giúp nhà em Thơm đổ sân các bạn ạ. Em nó dùng bê tông tươi nhá các bạn nhá. Bê tông trộn từ nhà máy thôi, chứ không phải anh em tự trộn đấy. Đội quan trọng nhất này các bạn ơi. Anh em cấp dưỡng. Chào anh em nhá. Anh em xem phía lạt thế. Các anh em xem đi. Toàn anh em xem phải hết. Mẹ em Thơm có thực đơn có những món gì đây? Có cả thịt sống à? Làm à? Thịt sống, thịt có lá nướng đúng không? Lá nướng, luộc. Nhiều món lắm. Hôm nay ngươi Thơm sành mò. Có không? Có món đây. Em ơi. Thịt sống rồi. Bắp cải này nó hơi đắng anh em ạ, nên là anh em mình bóc hết nước của nó đi, hãy cho vào nha. Đây, cho vào đây để thảm thịt gói lăn nước. Con bắp cải vào thì nó ngon. Thịt có, rau có. Có vẻ hôm nay cái món thịt gói lăn nước của anh em mình nhiều gia vị ác nhỉ. Gia vị. Ớt này, tỏi này. Thấy rau mùi này, nhiều. Rau mùi này. Lúc này nhà trồng được rau mùi nên là sử dụng nhiều bút sướng này cho anh em. Này mua chợ mà. À mua chợ à? Rau cải nghèo này. Vớt tên ra. Nướng anh em nhá. Có tất cả các gia vị này và có cả da vào nhé các bạn nhé. Ăn nó cảm giác nó sẽ dai dai hơn. Hôm nay sẽ làm cho anh một cái bát tiết canh nhân sống à? Cỏ sống. Cho anh lấy đấy. Cái này làm à? Đúng rồi. À hôm nay là sẽ làm một món tiết canh siêu khủng khiếp các bạn ạ. Đó là món tiết canh nhân nó sống hẳn hoi luôn. Để tiết canh này người ta chỉ để đúc rồi thôi nhưng mà anh em mình đúc vào rồi trực tiếp. Ơi mà Hoa Ban bảo để anh ăn thì nó chán cái canh đi, sợ còn quen đi chứ ăn tanh quá ấy. Không phải cái bản em được ăn rồi, lắm. Mình ăn cái gì mình cũng được ăn thì nó lại ăn trên lẩu nữa ấy. Có thịt ngon thế này không làm phí quá. À có cả cái xanh xanh ở trong kia là cái lá phát ban anh em ạ. Lá phát ban, lá ổi. Để nên anh em mình sẽ bắt đầu đánh tiết canh nhân của nó là bằng cái này luôn, với một ít lá phát ban thôi. Đây tiết canh đây, tiết ra đây. À nước này nước ấy, nước cho vào làm à?
Ừ, cho vào làm. Nước là luôn thịt đấy. Anh em mình hôm nay đội cấp dưỡng các bạn ạ. Mình tự dưng lại được vào làm bếp trưởng, chị... vào làm bếp phó. Chị... Cái này cơ. À. Làm gia vị trước. Đây nhìn nó đây các bạn này. Tí nữa chỉ cho thêm muối mì chính là đổ thêm ít nước vào đúng không? Quan on luôn. Và đây, cái canh nhân sống đây anh em ạ. Của món này là chỉ của Hoa Ban nấu thôi nhá. Hoa Ban chế cho chú anh ăn. Đúng rồi, chỉ có hai anh em mình ăn thôi. Và vẫn mời mọi người ăn được nhá, vẫn mời anh em ăn được nhá. Anh em nào dùng được thì cứ để ok. Món lạp thì ngoáy thêm nước muối mì chính đảo vào các bạn ạ, đổ vào các bạn ạ. Thì nếu mà mình cho vào trực tiếp thì nó sẽ không tan. Tiết này nha. Tiết này em Thơm đi mua ở trên bản trên Châu Bản Hòa Mổ. Ui, đông mất thời sao đúng không? Gần lâu. Gần đông. Ủa, nó đặc quá rồi. Ủa, nó đặc, đặc thật. Cái này nó nhiều quá, họ cho nhiều quá. Cái này nó ít muối đâu. Ít muối rồi. Ít nước, cho thêm nước vào hòa lên. Cái này bỏ đi. Mút luôn. Tiết canh của anh em mình đây. Tiết canh nhân sống đây anh em ạ. Nhưng mà mới tội là tiết bò hôm nay đi mua ở chỗ họ mổ là nó là đông trước rồi. Nên khả năng là cái món là tiết canh nhân sống của anh em mình hỏng cho các nhà. Anh em mình cái này là học món tiết canh nhân sống là học theo cái quán lẩu 911, quán lẩu ngựa ở trên thành phố anh em mình nhé bạn. Đâu rồi. Cái đấy là làm bằng tiết nhân sống hẳn hoi luôn như thế này luôn. Nhưng mà cái đấy làm bằng thịt ngựa, còn cái này anh em mình là thịt bò. Đấy đông rồi. Đông à? Ok đây này. Ô. Cái này ok rồi. Không ngờ à? Đúng ừ. Rồi đấy. Dính vào hoa tay của Hoa Ban. Căng nhỉ. Hoa ăn nữa. Chỉ này đông như thế này đông mất rồi mà vẫn đánh đông được. Đấy. Đông rồi. Hoa Ban này đỉnh cao đấy. Được. Gọi là tiến sĩ tiết canh à? Giáo sư tiến sĩ tiết canh. Anh em mình sẽ chuối chất cân trước một bát, gọi là thử mắm muối mì chính. Sợ anh em nó không ăn được đúng không? Đi gọi anh em ở ngoài kia vào thử luôn chứ. Tình hình như nào chứ? Không lấy thịt gì à? Có chứ, gia vị thì đấy các bạn ạ. Cái nước kia là nước muối mì chính ấy. Cái này là tại vì anh em mình sẽ đi ăn cơm, nếu mà các bạn mà trộn bây giờ mà trộn mắm muối mì chính trộn nó có nước ra thì đến lúc ăn ấy thì nó sẽ không ăn được nữa. Thì nó kiểu nó tái đi. Thì nó tái mất. Thì lúc nào ăn ấy thì mình mới trộn nhá các bạn nhá. Đây bây giờ là anh em mình sẽ làm ăn thử một bát trước thì anh em mình trộn luôn. Cho nhiều nước này ra. Nhiều nước ăn nó ngon chứ. Tạp à. Ok. Rồi anh em mình sẽ gọi là thử mắm muối mì chính. Thử muối mì. Đây đây cho vào đây cũng được. Cấp dưỡng ấy phải ăn chứ đúng không? Đấy. Mình không ăn thì người khác cũng bảo ăn rồi. Nó bảo ăn rồi. Đấy. Nó bảo mình ăn rồi. Đấy. Đây món thịt sống này là để cho vào mâm chưa? Cứ ăn trước là thế à. Rồi đây này. Món hôm nay là cái này là món ông chủ của nó các bạn ạ. Món này đấy anh em thích ăn nhất rồi cái này đấy. Anh em mình để ra các bạn đây trước đây. Đây. Ôi, Hoa Ban vào đi. Hôm nay cho chú Quân mình phá cố cho đi nhờ. À, Piên à. Piên cho vào đây. Đây, đúng chuẩn là khi mổ trâu mổ bò mùng 2 tháng 9 là đúng như thế này đấy. Món này trước nhá. Rồi, chú thử chú Quân này được hút. Thử xem cái món nhân sống này học theo cái kiểu nhà hàng như thế nào. Chú Phan Biểu cảm nghĩ thì xem không? Nó có ngon không? Ngon ngon không? Ngon chú? Ngọt lắm. Ngọt hơn đúng không? Chắc nó ngọt hơn nhân chín đúng không? Ngọt hơn nhân chín. Chín thì nó kiểu nó hết rồi. Hết chanh rồi. Hết chanh rồi. Chín thì... Cô Loạt. Mình quả chanh vào anh em nhá, bóp chanh vào nhá. Bóp vào đảo đi. Siêu sống luôn hôm nay ấy. Bác Khánh đảo bên kia đi. Đảo như kiểu đảo bê tông đi nhá. Mình ăn ở đây thôi, không cần phải cho ra vị gì cả nhá. Anh em đảo bê tông à. Mời em nhá. Này. Bê tông. Bạn thấy chưa? Thì đỏ chót. Ôi, ngon đấy. Đâm luôn đi. Đừng nói đấy nhá. Mời em nhá. Mời em nhá. Mời em nhá.
Ngồi đây, ngồi đây. Ăn đi. Bên món tiết canh xuống trước đi nhà anh ơi. Ai dùng được món nào thì dùng nhá. Cũng ngon, cũng đoàn là không dùng được món nhân sống thì ăn làm thôi. Ăn làm ngon mà. Món nào chả ăn được. Hay là, đi nào hết nè. Mời cả nhà nhá. Cúc đoàn còn hơn của em thơm đấy. Ngon không? Em thơm nhá. Học từ cúc đoàn ra. Lạp nhân sống, canh nhân sống. Anh nói chỉ có đúng thôi đúng không? Đó là em giúp đoàn là con gái. Mười anh em nhá. Quen mỏ tô này ba bạn ạ. Ngọt lắm bác ạ. Ngọt mềm. Đâu cho các bạn ăn xem. Các đoàn đang thử cái món là tiết canh nhân bằng sống con ạ. Đây, cho bịa vào. Bịa tiết lên. Cại gà mà thì chịu thôi gà này. Dài ác. Dài thì làm miếng to. Miếng to vào. Đấy, cô đoàn thấy thế nào? So với tiết canh khác như thế nào? Ngọt hơn và mềm hơn đúng không? Mềm đá rồi đây. Ngọt lắm. Ngọt hơn anh mới. Ây da. Căng nhé. Anh mới là ngọt đúng không? Anh mới ngọt hơn cái anh mới mà. Anh mới chịu rồi. Anh cú thì tám rồi, hôi lắm rồi. Anh cú thì hôi lắm, thùm thủm ra rồi đúng không? Anh cú dùng mấy năm chẳng chán. Mấy năm thì chục năm rồi. Khoai nhừ hết rồi. Đi làm ăn đi với bác anh ơi. Đây anh Quân. Anh ấy ngon lắm. Ơi làm, xuống cho. Ngon thật nhỉ. Mưa cũng không sửa đâu. Nó mất tươi à? Tầm 30 phút còn mưa không sửa được. Đấy, tưới ra cho nó chắc bê tông. Cho nó mát bê tông đúng không? Đấy, cho bịa vào đây hoa ban. Cái này cũng giống như kiểu như bên này mà, chẳng qua bên này nó đỏ hơn. Em thấy anh nó còn lấy cả cái... Em ơi, đây, thấy đỏ chưa? Thì đỏ chót luôn nhá, đây này. Đây, cho đủ chua, cho chua vào. Cho chua vào. Điểm chua vào. Đây. Bóc chua vào đúng không? Cho chua vào. Ê, tiết canh sợ nhờ. Cái này các em không ăn được thì sợ đúng không? Như anh em mình thế này nó mới đủ. Anh ạ. Sợ đúng không? Còn thế. Hôm nay mình đúng nghề thế không biết. Chọn là đúng, tuyển chọn đúng. Hợp nghề. Thế người ta mới phân công chứ còn mình vào bê tông thì mình chậm chạp đúng không? Mình làm bếp thì là nhanh hơn anh em làm bê tông kia đúng không? Đấy, tuyển nghề đúng rồi. Mình bảo mấy anh em làm bê tông kia tay anh em mình đâu biết làm đâu, nó bảo thế. Tôi biết mình nghỉ. Làm rất chúng mày nghỉ gì nó bảo thế đúng không? Tôi nói chúng mày về thì nó bảo thế mà đúng không? Đúng rồi. Về làm cấp dưỡng thì nó bảo mình thế mà. Rất ổn, rất ngon. Cũng cay, cũng cay. Bảo vì đi mà. Đúng, cái này là bộ combo mà khu mình anh em thích ăn nhất này. Làm tiết canh, pia này, diệt mỏng, diệt cháu. Đây, combo cho anh em này. Combo này ăn đây kiểu combo nhá. Combo nhá. Đây, pia tiết canh. Tiết lại cũng rất giỏi mất. Mời anh em nhá, combo một phát xem. Được chưa? Cái này hợp mình quá. Mời mọi người nhá. Đắng, ngọt, chua, cay, chua. Đấy, tiết canh vào làm vào nữa. Đấy, ăn combo. Ừ. Ăn đến này bây giờ chuẩn đấy nhà chú Quân nhỉ. Đúng rồi. Thế đủ bài nữa, mới đúng bài. Lúc kiểu của nó. Mời các bác nha. Thôi, lên thôi. Anh em mình ăn cái này tạm đi, tí anh em cái cay đổ vào sau nhỉ, các bạn nhỉ. Nhát tí thôi. Anh em nhát mì thì cay thôi. Nhưng mấy muối mì như này được rồi kìa. Anh em... không biết cho anh có cắt cơn được nữa không? Đâu có chứ, cái này kiểu giống như thử muối mì trắng miệng mà. Muối mì một tí thôi đúng không? Chưa gì đâu. Đi xem nào. Xuống nào, xuống. Phương hợp. Có món lạp này không hợp với mình? Bóp chanh là ngon rồi. Mình thì món gì cũng hợp thôi. Chả có gì không hợp cả mẹ em. Cái nào mình ăn được. Thôi đấy nhá, ghét nó tầm Hàn Quốc. Hàn Quốc được. Chính bạn. Chắc là chính. Ngon này. Có một chỗ to đùng nữa.
nên để cho anh em thử nhá. Lát nữa anh em mình không được cầm một sườn cái này ngọt hơn cái này. Cái tiết canh ngon hơn hả chú Quân? Ngon hơn, ngon hơn cái nạp kia. Nó ngọt thịt ngọt hơn đúng không? Ngọt hơn. Thế tỏi nhân sống này ngon hơn. Nếu mà làm lạp này làm tiết canh nhân sống ngon hơn đúng không? Đây cái này còn món thịt nướng này. Thịt nướng với xương hầm các thứ các bạn. Thịt quá đều đặn. Đây bây giờ là anh em chuẩn bị coi như là thức ăn các thứ đã xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ còn món nướng nữa các bạn ạ. Đợi thôi. Là, hôm nay là sẽ có tầm 3 mâm cơm nha anh em nhá. Như là anh em phải ăn cơm thôi. Rồi. Xong cơm rồi. Thịt nướng anh em mình kìa. Đấy, bây giờ là anh em mình xin phép được kết thúc video của anh em mình tại đây các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trái anh em nhá. Nói chung là không thể bàn được nữa rồi. Thế cái nhân xấu này quá ngon rồi đúng không? Mình chẳng biết nói đâu, Hoa Lan ạ. Cứ sống là ngon rồi. Cứ phải tươi.